Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin COVID-19 của báo Hải Phòng Điện tử. Tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế chỉ ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới. Tổng số ca mắc tại Việt Nam là 266 ca. Hải Phòng không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Tất cả các trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Thành phố tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Trong sáng 14 tháng 4, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Lê Trân về thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến ghi nhận, quận Lê Trân có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào kết quả phòng chống dịch bệnh của thành phố. Để chia sẻ khó khăn với các cựu chiến binh tại các chốt kiểm soát dịch, Đoàn Thanh niên Phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền tự làm hơn 100 suất ăn tặng các chốt vào mỗi buổi tối bằng những việc làm và món quà bé nhỏ nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, tuổi trẻ thành phố và các tầng lớp nhân dân góp phần động viên kịp thời những lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch, hy vọng dịch Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi để bình yên lại trở về với thành phố quê hương. Thông tin về các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Hải Phòng, đến 18 giờ ngày 14 tháng 4, có thêm 25 tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố ủng hộ số tiền hơn 438 triệu đồng. Tổng số tiền các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký và ủng hộ trong 30 ngày qua là hơn 35 tỷ 612 triệu đồng. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 14 tháng 4, Bộ Y tế chỉ ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới. Cùng trong ngày hôm nay, có 23 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 169 người, số bệnh nhân đang điều trị là 97 người. Toàn thế giới ghi nhận hơn 1 triệu 900.000 người mắc COVID-19, số tử vong hơn 120.000 người. Số ca tử vong tại Mỹ và châu Âu chiếm 2 phần 3 tổng số ca tử vong trên thế giới. Các nước Đông Nam Á ghi nhận hơn 21.000 ca nhiễm và 1.000 ca tử vong, với Philippines là vùng dịch lớn nhất khu vực. Trên đây là bản tin COVID-19 do báo Hải Phòng Điện Tử thực hiện. Bản tin được phát sóng lúc 19h30 phút các ngày trong tuần trên báo Điện Tử Hải Phòng, fanpage Đất Cảng, kênh YouTube Hải Phòng Online. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ Báo Hải Phòng, số 8 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, số điện thoại đường dây nóng 0886 404 404, email phòng điện tử php a.gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.